quay con nội thất của con âm ly anh em nhé. Samsung 7700 tiện tháo đây này. Ốc này. Đó. Lập lưng à là quên cái đáy của nó này. Quay nội thất bên trong cho anh em xem cái mặt bên dưới nhá. Người ta bảo vàng thì không sợ lửa, vàng thử lửa gian nan thử sức, tai nghe không bằng mắt thấy, nghe thì là một chuyện, mắt thấy là một chuyện, rõ ràng hơn đấy. Nó chạy 2, 4, 6, 8 con sò san ken đều zin nguyên bản của nhà máy, cho nên tiếng đó, tiếng nó là cực kỳ ngọt ngào anh em nha. Đấy. Tiếng nó cực kỳ ngọt ngào. Mình lật lại. Đấy, nắp cánh con này cực kỳ nặng. Để máy xuống đây chứ là được. Đây. Đây. Tăng phô. Sò. À quên, tụ này. Gì nguyên bản hết của nhà máy. Mà bây giờ là còn hãng Samsung nó không còn. Nó bán thương hiệu này cho Mỹ cách đây khoảng 20 năm. Cho hãng JBL. Nó không sản xuất. Thương hiệu này là hay nổi tiếng quá. Mỹ bỏ tiền ra mua luôn. Đánh hai cầu loa luôn nha. Mình đã có test hết rồi. Cẩn thận lắm. Chu đáo lắm. Đây, mặt đằng trước đây. Quay cận cảnh cho anh em xem. Và đây nắp lưng. Nắp lưng. Đó. Này là để tháo ra. Tháo ra thì được phép tháo ra, chứ xoáy vào không được phép dùng cái này. Nhiều khi nó mạnh quá nó cháy gen. Những đồ thợ là anh em không có dùng mấy cái đồ mà xoáy vào bằng máy này được nhá. Kỹ tính lắm. Phải dùng bằng xoáy vào, phải dùng bằng tu vít bằng tay. Mình còn áng được cái độ của nó. Đây là kinh nghiệm. Đàng hoàng, động hoàn chỉnh. Mình đã test chu đáo để âm thanh thì khỏi phải bàn cãi. Bảo tại sao nó hay thế. Anh em quá thừa hiểu. Có lẽ mình xin dừng tại đây. Anh em có hỏi cũng còn có cái video để cho anh em xem. Đó là như vậy. Khỏi phải hỏi dài dòng văn tự, nó là cụ thể, nó đã rõ ràng nha. Chạy điện auto vol có nghĩa là từ đây này, từ 100 cho đến 240, có nghĩa nó có thể suốt cả châu Âu là 240, Mỹ thì có 120 V, nó là tiêu chuẩn của Mỹ. Việt Nam thì 220, châu Âu nó là 240, của Đức ấy. Khá những nước châu Âu, Mỹ là 120 V, Nhật thì thường là 100 V, có thể là cắm 110, ví dụ vậy. Để nói hiểu được rõ ràng của chơi của hàng nội địa Nhật thì phải xác định được, nhiều khi không thể gà cãi nước sôi được. Hàng xuất thì thường thường nó là để điện chung là 240, rồi nó có các cần gạt do mình chỉnh, do tùy mình thôi. Có lẽ mình cũng xin dừng tại đây.